Xin chào mọi người, lại là Kim Anh đây ạ. Và ngày hôm nay thì Kim Anh sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cái sản phẩm mà có lẽ trong thời gian gần đây được tất cả các chị em phụ nữ tin dùng. Đó chính là sản phẩm dưỡng da 22 Again. Trước đây thì Kim Anh cũng đã giới thiệu đến tất cả mọi người rồi. Và sau một cái thời gian sử dụng thì mẹ anh cũng đã nhờ oanh mua một hộp kem dưỡng da này về. Và sau một thời gian thì kể cả oanh và mẹ oanh đều cảm thấy rất là hài lòng về cái kem dưỡng da này. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Kim Anh ngồi đây để tiếp tục chia sẻ cho các bạn kỹ hơn về cái dòng kem dưỡng da 22 Again này nhé. Trước khi sử dụng sản phẩm thì da của anh đã có những cái dấu hiệu lão hóa. Đó chính là ở phần đuôi mắt thì có những cái vết chân chim. Rồi ở trên da thì rất là khô và rất là sần sùi và bị xỉn màu nữa. Chính vì vậy mà cái yếu tố quan trọng nhất để anh chọn một cái sản phẩm đó chính là phải được chiết xuất từ thiên nhiên vì nó rất là lành tính và an toàn cho da. Sản phẩm kem 22 Again này thì được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho da của chúng ta sau một thời gian sử dụng thì sẽ căng mịn và khỏe đẹp hơn. Sau đây thì mình sẽ mở hộp kem để các bạn có thể thấy kỹ hơn về cái sản phẩm dưỡng da 22 Again này. Điều đặc biệt và anh ấn tượng nhất khi mà mở hộp kem ra đó chính là kem dưỡng 22 Again có một mùi thơm rất là nhẹ nhàng và dễ chịu. Đây, chất kem của nó thì như các bạn có thể thấy là rất là mềm và mịn. Và ngay bây giờ thì anh sẽ test trực tiếp cái kem dưỡng da 22 Again này lên mặt của anh cho mọi người có thể xem được kỹ hơn nhé. Wow! Cảm giác như là kem nó đang tan đều trên mặt của mình ấy. Mọi người có thấy không ạ? Và ngoài cái chức năng mà dưỡng ẩm cho da thì kem 22 Again này còn có một chức năng nữa. Đó chính là giúp cho da mình nâng tông sau khi mà sử dụng lần đầu tiên đấy ạ. Đây. Đấy. Và bây giờ thì Kim Anh sẽ cho mọi người thấy cái hình ảnh mà trước và sau khi anh sử dụng kem dưỡng da 22 Again này. Mọi người có thấy sự khác biệt ở trên da của mình không ạ? Cảm thấy da trở nên trắng sáng và mịn mướt hơn đúng không ạ? Điều mà 22 Again luôn chinh phục được tất cả các chị em phụ nữ đó chính là kem dưỡng da giúp chống lão hóa, làm cho lỗ chân lông của chúng ta se khít hơn và giúp cho da có cái độ căng bóng và đàn hồi hơn và làm cho da mình trở nên tươi trẻ. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là thành phần của 22 Again này có collagen nên giúp cho da của chúng ta căng bóng và những cái vết chân chim hay là những cái vết nhăn thì cũng mờ đi trông thấy. Nghe thì có vẻ rất là hấp dẫn đúng không ạ? Nhưng mà mọi người ơi, là Kim Anh đã sử dụng cái kem dưỡng da này trong vòng một thời gian cũng khá là dài. Và hiện tại thì như mọi người thấy thì da của anh rất là trắng sáng và mịn màng đúng không ạ? Chính vì vậy mọi người hãy hoàn toàn yên tâm về kem dưỡng da 22 Again này nhé. Và có một điều nữa, đó chính là cái kem dưỡng da này thì có thể dùng được cho tất cả mọi loại da. Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thì không chỉ riêng bản thân của anh đâu mà tất cả các chị em phụ nữ đều phải chịu một cái ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài này tác động vào da của mình, đó chính là bụi bẩn này, ánh sáng mặt trời và ngay cả những cái lớp trang điểm dày cộp nữa. Chính vì vậy mà điều mà anh làm đầu tiên khi mà trở về nhà đó chính là tẩy trang thật kỹ và sau đó thì rửa mặt. Và cái kem rửa mặt mà anh dùng hàng ngày đó chính là Halabu. Đây là sữa rửa mặt mà Kim Anh đang dùng. Và cái sữa rửa mặt này thì sẽ được tặng kèm khi mà mua cùng với kem dưỡng 22 Again này. Và cái sữa rửa mặt thảo mộc này thì có những chức năng đó là làm sạch dầu thừa, bã nhờn ở trên da, chống oxy hóa mạnh mẽ và ngăn ngừa các quá trình lão hóa. Sau khi rửa mặt xong thì một bước chăm sóc da mà không thể thiếu đó chính là sử dụng kem dưỡng da 22 Again này. Kim Anh sử dụng kem dưỡng da 2 lần vào buổi sáng sau khi rửa mặt xong và buổi tối trước khi đi ngủ, kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Và chỉ sau 3 tháng thì làn da của anh thay đổi đáng kể. Đó là da đều màu hơn, sáng hơn và không bị khô như trước nữa. Nói về cái công dụng dưỡng ẩm của kem 22 Again này thì bản thân của anh cảm thấy rất là hài lòng và rất là ưng ý.
Trước đây thì anh thường tìm đến những cái hãng mỹ phẩm lớn, nhưng mà sau khi mà anh được biết đến kem dưỡng da 22 viên này và sử dụng một thời gian thì đến bây giờ thì anh cảm thấy rất rất là tin dùng, và kể cả mẹ của anh nữa cũng đều rất là hài lòng về sản phẩm này. Và mặc dù chỉ mới ra mắt vào đầu năm 2019 nhưng mà cho đến bây giờ thì kem dưỡng da 22 viên này đang rất được các chị em phụ nữ tin dùng. Một làn da đẹp thì sẽ khiến chúng ta trở nên tự tin hơn, công việc cũng gặp rất là nhiều thuận lợi, và đặc biệt là nó đem lại sự thoải mái trong tinh thần. Và ngày hôm nay thì Kim Anh cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống cũng như là công việc hiện tại của mình. Qua đây thì Kim Anh muốn giới thiệu đến tất cả mọi người, những người thân, bạn bè và các chị em phụ nữ dòng kem dưỡng da 22 ở gen này. Kim Anh hy vọng là mọi người sẽ có một làn da trắng mịn đáng mơ ước. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.